Ok, hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ở trên kênh Tâm Sáng Tato. Cái kênh Tâm Sáng Tato của mình thì hiện tại đã hoạt động trở lại và các bạn có thể là xem tiếp tục những cái video chia sẻ của mình về Tato ở trên kênh, cũng như là anh em có thể vào danh sách những cái chia sẻ của mình để xem lại những cái kiến thức về Tato trong suốt nửa năm qua. Thì cái kênh nó đang gặp một số trục trặc khiến không hiển thị ở trên YouTube được. Thì hiện tại cái kênh của mình đã khôi phục hoàn toàn 100% rồi. Thì các bạn có thể là vào lên YouTube search là Tâm Sáng Tato thì nó sẽ hiện ra một loạt những danh sách chia sẻ những kiến thức về Tato của mình. Ok, đó, đấy là một thông tin vô cùng là vui với mình với lại tất cả các bạn. Thì có nhiều bạn là muốn xem những cái kiến thức của mình chia sẻ nhưng mà lại không biết xem ở đâu, tại vì cái kênh của mình nó không hiển thị nữa. Trong lửa năm qua ấy, thì có rất nhiều các bạn muốn tìm hiểu, muốn học xăm rồi thì muốn mua dụng cụ xăm nhưng mà không biết phải xem những cái video tư vấn ở đâu như thế nào. Thì may quá, bây giờ thì các bạn có thể xem được rồi. Ok, để tiếp tục cho series chia sẻ những kiến thức về tattoo của mình ấy, thì có một bạn ấy yêu cầu, bạn ấy có mong muốn là mình tư vấn về dạy vẽ sáng tối ở trong tattoo. Thì sáng tối ở trong tattoo nó có quan trọng hay không? Thì xin chốt lại một câu với tất cả các bạn là sáng tối ở trong tattoo nó cực kỳ là quan trọng anh em nhé, nó cực kỳ là quan trọng. Khi mà chúng ta biết sáng, vùng sáng và vùng tối thì chúng ta đánh bóng nó sẽ dễ hơn. Và cái kiến thức về sáng tối này ấy, thì nó sẽ áp dụng cho thể loại hình gì là nhiều. Thì hình Âu này, hình Nhật cổ, hình Âu, hình Châu Á, hình Nhật lưu thì nó sẽ áp dụng rất là nhiều. Còn hình Nhật cổ thì chúng ta sẽ đánh theo đánh bệt hình, sáng tối của nó ít. Thì nó ít áp dụng về sáng tối. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn tìm hiểu về thể loại hình Châu Á, hình Nhật lưu và đặc biệt là hình Âu ấy, thì cái kỹ thuật đánh sáng tối thì nó áp dụng rất là nhiều, mà tất cả các bạn phải quan tâm và bắt buộc phải hiểu về sáng tối thì các bạn đánh bóng thì nó sẽ dễ và hiệu quả. Rồi, ok, thì cái video này là cái video mình sẽ chia sẻ và mình sẽ dạy anh em đánh sáng tối khi mà chúng ta áp dụng vào hình xăm. Hy vọng cái video này sẽ giúp ích được tất cả anh em hoàn thiện hơn những cái kiến thức về tattoo. Anh em đang xem video này, nếu như mà thấy video của mình hay và bổ ích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những nội dung hay hơn và bổ ích hơn anh em nhé. Đó, ok, let's go nào. Sáng tối này cực kỳ là quan trọng, anh em chú ý xem hết video, đừng tua nhé. Khi mà tua thì có thể nó sẽ bị qua những cái kiến thức mà mình chia sẻ rất là có ích với anh em ấy, nên anh em sẽ xem hết video và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh anh em nhé. Ok, let's go lọ. Rồi, ok, để mà muốn đánh được sáng tối tốt thì anh em phải hiểu được vùng sáng là gì và vùng tối là gì. Vùng sáng là cái vùng mà trong tattoo thì chúng ta sẽ đánh là mực nó rất là nhạt, thì cái vùng đấy thì chúng ta hay gọi đó là vùng sáng anh em nhé. Còn cái vùng đậm hơn, chúng ta muốn truyền tải cái vùng đó nó tối hơn thì chúng ta sẽ đánh mực đậm hơn, thì nó gọi là vùng tối. Đấy, thì vậy làm sao để cho chúng ta áp dụng được một cái vùng sáng và vùng tối vào một cái hình cụ thể, thì chúng ta phải biết được là cái nguyên lý và cái cách mà chúng ta sẽ truyền tải sáng tối ở trong tattoo. Khi mà chúng ta muốn thực hiện đánh bóng một cái hình xăm, ở đây ví dụ như chúng ta sẽ có một cái hình xăm là một cái quả cầu này đi chẳng hạn. Ok, quả cầu đi chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta đánh cái quả cầu, đánh cái quả vòng tròn này này, thì chúng ta phải biết được chúng ta đánh ở vùng nào là vùng sáng và vùng nào vùng tối, và tại sao lại chúng ta lại đánh như thế. Đấy, thì trước khi đánh thì chúng ta phải xác định được cái vùng sáng là như thế nào. Thì chúng ta sẽ vẽ, có thể chúng ta sẽ vẽ một cái bóng điện ở đây. Đây sẽ là cái vị trí bóng điện. Bóng điện nó sẽ nằm ở bên này. Đây, vị trí bóng điện nó nằm ở bên này đúng không? Khi mà vị trí bóng điện nó nằm ở bên này thì cái vùng sáng nó sẽ hắt từ bên tay, ở bên này sẽ là bên tay phải. Tay phải của mình này, nó sẽ hắt từ bên tay phải qua. Đây là ánh sáng nó sẽ hắt từ bên phải qua. Khi mà ánh sáng nó hắt ở bên phải qua thì sao?
thì cái quả cầu này này, thì cái vùng nó tiếp xúc với lại ánh sáng này này, thì cái vùng nó tiếp xúc với ánh sáng này thì nó gọi là vùng sáng. Đây nó sẽ là vùng sáng. Còn cái lửa, cái quả cầu còn lại thì nó không được tiếp xúc với ánh sáng thì nó sẽ được gọi là vùng tối. Đó, thì nó sẽ được gọi là vùng tối. Từ hai cái vị trí vùng sáng và vùng tối này, chúng ta có thể xác định được luôn là cái vị trí mà chúng ta cần đánh sáng tối của một cái quả cầu này để cho nó ra hình một cái quả cầu. Thì chúng ta sẽ đánh vào vị trí vùng tối thôi, và vùng sáng chúng ta sẽ chừa lại. Đây là cái cách mà chúng ta sẽ nhìn nhận về vùng sáng và vùng tối của một cái hình xăm bất kỳ nhé. Cơ bản, hôm nay chúng ta sẽ học về cơ bản về sáng tối thì nó sẽ là như thế. Rồi, sau khi chúng ta xác định được vùng sáng và vùng tối và chúng ta đánh bóng được vùng sáng và vùng tối của một cái quả cầu rồi. Mình hướng dẫn anh em nên mình sẽ không đánh tỉ mỉ anh em nhé, để cho anh em hiểu là chính thôi. Rồi, sau khi chúng ta sẽ xác định được vùng sáng và vùng tối rồi, thì khi mà ánh sáng nó chiếu từ phía bên phải sang, ở đây sẽ là vùng sáng. Chúng ta xác định được vùng sáng ở đây rồi. Còn ở vị trí này sẽ là vùng tối, lửa quả cầu còn lại sẽ là vùng tối. Thì khi mà ánh sáng nó xoay qua quả cầu này thì nó sẽ để lại một cái phần bóng. Bóng ở đây thì nó sẽ như thế này. Bóng nó sẽ đổ ở đây. Khi mà chúng ta đánh sáng tối ấy, thì chúng ta phải biết được cái bóng của sáng tối nó là như thế nào. Ở đây sẽ là bóng của quả cầu. Thì lúc này là chúng ta sẽ nhìn cái quả cầu nó sẽ rõ ràng hơn và nó thể hiện rõ hơn được vùng sáng và vùng tối của một cái hình xăm. Rồi, đó, anh em có thể thấy không? Chúng ta hiểu đơn giản là khi mà chúng ta muốn đánh bóng một cái hình xăm bất kỳ, khi mà chúng ta đang muốn đánh bóng một cái hình xăm bất kỳ, đổi tờ khác đi, khi chúng ta muốn đánh bóng một cái hình xăm bất kỳ thì chúng ta phải hiểu về sáng tối của cái hình đó. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có một cái hộp. Cái hộp này là hộp hình chữ nhật. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta đặt cái điểm sáng. Chúng ta sẽ đặt điểm sáng, ví dụ đặt điểm sáng ở đây sẽ là đặt cái bóng điện ở đây. Đây sẽ là điểm sáng. Điểm sáng. Đúng không? Chúng ta xác định được điểm sáng thì khi mà bóng điện ở đây thì nó sẽ rọi ánh sáng. Ánh sáng nó sẽ rọi từ phía bên này. Bên này là gì? Bên này là tay trái. Nó sẽ rọi từ bên trái qua. Ánh sáng nó sẽ rọi từ bên trái qua, đúng không? Khi mà ánh sáng nó rọi từ bên trái qua thì sao? Thì cái vị trí ở bên tay phải này, đây là bên trái, còn đây sẽ là bên phải. Bên phải nhá. Thì khi mà ánh sáng nó rọi từ bên trái qua thì những cái mặt phẳng ở bên tay trái nó sẽ tiếp xúc với ánh sáng thì nó sẽ sáng. Còn khi mà cái bên còn lại không được tiếp xúc với ánh sáng thì bên đó nó sẽ tối. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đánh bóng này. Bây giờ chúng ta sẽ đánh bóng. Ở đây chính là cái vị trí tối nhất này.
Ok chưa? Cái mặt này cũng là sẽ là một cái mặt tối, nhưng mà cái mặt ở trên cùng này sẽ là cái mặt sáng. Mặt sáng chúng ta sẽ thể hiện là một cái lớp cực là nhạt đi chẳng hạn. Đấy, còn phía này sẽ là mặt tối. Còn ở đây sẽ cũng khi mà cái thành này là cái thành mà tiếp xúc được với ánh sáng nhiều hơn nên nó sẽ sáng hơn. Đấy. Ánh sáng nó sẽ chuyển, ở đây sẽ là cái góc. Cái góc này này, góc này là góc mình đặt là góc số 1, 2, 3. Đây sẽ là góc số 4 chẳng hạn. Thì cái góc số 1 này nó sẽ tiếp xúc với ánh sáng nhiều nhất, tại vì nó gần ánh sáng nhất. Thì cái vị trí góc số 1 này nó sẽ sáng hơn. Thì khi đó chúng ta sẽ đánh chuyển tông ở góc số 3 đậm lên và chuyển dần về góc số 1. Góc số 1 nó sẽ là cái góc sáng nhất ở trong một cái mặt phẳng. Và cái vị trí mặt này là cái mặt mà chúng ta cần phải đánh đậm nhất, tại vì nó tiếp xúc với không không tiếp xúc với ánh sáng thì nó sẽ tối nhất. Và cái mặt số 4 này cũng thế, ở cái góc này góc số 4 và cái mặt này mình gọi là mặt số 4 luôn đi. Thì ở phía trên sát với góc số 1 này thì ánh sáng nó tiếp xúc với ánh sáng nó tiếp xúc với cái mặt hộp ấy nó nhiều nhất thì nó sẽ sáng nhất. Đó. Vậy là chúng ta đã hiểu sơ qua về ánh sáng trong tato và khi mà cái cách mà chúng ta thực hiện đánh bóng ánh sáng. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào một cái hình xăm cụ thể nhé. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào một cái hình xăm cụ thể. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ có một cái cánh hoa đây chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ có một cái cánh có một cái cánh hoa sen ở đây chẳng hạn. Ok chưa? Chúng ta sẽ có một cái cánh hoa sen ở đây chẳng hạn. Bây giờ chúng ta muốn đánh bóng cái cánh hoa sen này thì chúng ta sẽ đánh bóng như thế nào để cho cái cánh hoa sen nó đẹp. Nhưng mà cái cánh hoa sen này chúng ta đang đánh theo sáng tối chứ không phải đánh theo phong cách nhé. Ví dụ phong cách chúng ta ở Việt Nam nó sẽ có đang có là Nhật cổ này. Hai là Nhật lưu. Ba là hình châu Á. Hình châu Á. Bốn là hình Âu. Không, ở đây đi. Nó sẽ là hình Âu. Thì cái phong cách thì cái cách đánh sáng tối trong hình xăm ấy nó sẽ áp dụng cho hình gì nhiều nhất? Thì khi mà chúng ta đánh một cái hình xăm, ví dụ đánh một cái hoa lá hoa sen này này, đánh theo phong cách Nhật cổ chúng ta sẽ đánh khác, đánh theo hình Âu chúng ta sẽ đánh khác, đánh theo Nhật lưu chúng ta sẽ đánh khác. Nhưng mà cơ bản thì chúng ta vẫn áp dụng được ở trong hình châu Á, hình Nhật lưu và hình Âu. Theo phong cách này thì chúng ta vẫn đặt ánh sáng ở bên này. Đây sẽ là ánh sáng. Ánh sáng nó sẽ rọi từ bên trái qua. Đấy, ánh sáng nó sẽ rọi từ bên trái qua thì tất cả những cái phía phía lửa trên một lửa phía lửa trên đầu của cánh hoa, đây sẽ là đầu của cánh hoa này. Ở phần này sẽ là phần đuôi. Đuôi cánh hoa thì khi mà ánh sáng nó chiếu từ bên trái qua và nó tiếp xúc với lửa đầu của cánh hoa thì phía lửa đầu của cánh hoa này nó sẽ sáng hơn. Nó sáng hơn thì sao? Nó sáng hơn thì chúng ta sẽ đánh nhạt hơn. Còn phía cuối này thì sao? Phía cuối này thì nó tối hơn. Nó tối hơn thì sao? Thì chúng ta sẽ đánh đậm hơn.
Vậy là chúng ta đã đánh xong mặt trong của cánh hoa. Đấy, rồi ok. Rồi tới phía mặt ngoài của cánh hoa. Trong một cái cánh hoa nó sẽ có mặt trong này. Đây sẽ là mặt trong. Mặt trong. Và đây sẽ là mặt ngoài. Thì mặt trong của cánh hoa luôn luôn nó sẽ nhạt hơn là mặt ngoài. Mặt ngoài luôn luôn nó sẽ đậm hơn là mặt trong. Để cho cái cánh hoa này nó đúng theo cái phong cách tattoo thì chúng ta sẽ cần phải cách cái nét ra. Chúng ta sẽ cần phải cách nét ra và mặt ngoài nó sẽ đậm. Thì chúng ta sẽ đánh thật đậm vào. Đấy. Và chúng ta sẽ nhấn ở phần đuôi hoa để cho nó chuyển động cái độ sáng tối của cái phần cánh hoa. Như thế thì cái cánh hoa của chúng ta nó sẽ đúng hơn về sáng tối. Đấy, còn phía đầu mặt ngoài của cánh hoa nó sẽ sáng hơn một chút, tại vì nó gần cái vị trí sáng hơn thì nó sẽ tiếp xúc với ánh sáng nhiều nên nó sẽ sáng hơn. Ok chưa anh em? Anh em đã hiểu ra cái vấn đề và hiểu ra cái cách mà chúng ta sẽ cần phải đánh chưa? Đấy, cũng như cái cánh hoa này nhá. Khi mà chúng ta đặt ánh sáng ngược lại là bên này. Ánh sáng bên này thì nó sẽ chiếu từ bên phải qua thì sao? Thì cái cánh hoa này để phía thì ngược lại chúng ta sẽ đánh vị trí này nó sẽ tối lại. Đó thì vị trí đầu cánh hoa nó sẽ tối này. Còn càng về phía cuối của cánh hoa á, thì nó sẽ sáng. Nó sẽ sáng thì sao? Thì chúng ta sẽ đánh mực nhạt hơn để thể hiện cái độ sáng của cái cánh hoa. Rồi, đấy là phía mặt trong. Còn phía mặt ngoài của cánh hoa chúng ta cũng sẽ đánh như thế. À, ok chưa anh em? Quá là đơn giản luôn đúng không? Ok. Vậy là chúng ta đã hiểu về sáng tối. Sáng tối như thế nào ở trong tattoo và cái cách mà chúng ta áp dụng vào hình xăm như thế nào. Anh em đang xem video này, nếu như mà anh em có cái thắc mắc gì về cái khoản sáng tối này, hay là anh em có yêu cầu mình làm nên những cái video về cái chủ đề gì, thì anh em hãy để lại một bình luận ở phía dưới anh em nhé. Rồi ok, vừa rồi thì mình đã chia sẻ kiến thức về sáng tối cũng như là cái cách mà chúng ta đặt ánh sáng ở trong một cái hình xăm cụ thể, một cái vật, một cái mẫu hoặc là một bất kỳ một cái hình gì để chúng ta xác định được vùng sáng và vùng tối khi mà chúng ta đánh bóng. Ví dụ như chúng ta đánh bóng một con cá chép chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể là áp dụng được vào cái công thức này. Khi mà chúng ta biết được vùng sáng và vùng tối của một cái hình cụ thể rồi thì chúng ta đánh bóng nó sẽ rất là dễ. Sau khi chúng ta xác định được rồi thì chúng ta sẽ biết được đâu là vùng sáng và đâu là vùng tối. Từ đó thì chúng ta đánh bóng một cái hình xăm nó sẽ đơn giản và hiệu quả hơn rất là nhiều. Ok anh em, thì hy vọng cái video này sẽ giải đáp được thắc mắc cũng như là giúp ích được anh em tìm hiểu thêm một cái kiến thức nữa về tattoo rất
chi là quan trọng trong cái quá trình mà anh em luyện tập cũng như là làm việc cũng như là theo đuổi cái con đường đam mê của mình. Ok anh em, đó thì đây là cái video đầu tiên mình quay lại để chia sẻ những kiến thức của mình về tattoo ở trên cái kênh Tâm Sáng Tattoo của mình. Hy vọng là những cái nội dung của mình, những cái video của mình luôn luôn được anh em đón nhận cũng như là luôn luôn được anh em ủng hộ mình trong suốt thời gian sắp tới. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo anh em nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những nội dung hay và bổ ích hơn. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả anh em nhé.